chương 61, ta chỉ là buồn chán nên mới chơi đùa với các ngươi mà thôi chương 61, ta chỉ là buồn chán nên mới chơi đùa với các ngươi mà thôi Cầm. Tiếng nổ động trời truyền khắp bốn phương tám hướng. Thân thể của tam nhãn xích thủy Ngưu yêu bị hai hắc thủ chụp nát bấy. Mặt đất nổ tung nước toát ra, một luồng sóng khí rất mạnh thổi quét khắp xung quanh, khiến cỏ cây trong phạm vi mười dặm đều hóa thành bột mịn. Đương nhiên, núi thiên tử không bị bất kỳ cái gì ảnh hưởng đến sắc mặt của thất vĩ hắc hồ thì thay đổi rõ ràng, người nó đột ngột lùi lại. Lúc này, thông tí bách viên với dáng người giống như một ngọn núi nhỏ nắm một tay lại đặt trên mặt đất. cúi đầu xuống, quỳ một gối. Lấy nó làm trung tâm, một cái hố to có bán kính đến ngàn mét bỗng xuất hiện. Vào thời khắc cuối cùng, thông tí bạch viên trực tiếp đánh nổ phệ nguyên pháp cầu kia. Hai người bọn nó vốn là kẻ tám lạng người nửa cân, Đấu chính diện thì hoàn toàn không kém gì phệ nguyên pháp cầu của Thất Vĩ Hắc Hồ. Ngươi. Ngươi. Sắc mặt của Thất Vĩ Hắc Hồ tái nhợt. Khí tức của Thông Tí Bạch Viên vào lúc này vô cùng mạnh mẽ, yêu nguyên của nó rất hùng hồn, toàn thân đều lấp lánh những ánh sáng trắng, nó đang hoàn toàn ở trong trạng thái đỉnh cao nhất. Thế mà nó lại hoàn toàn khỏi hẳn. Đồ khốn kiếp. Ngươi dám cả gan đánh lén ta? hôm nay ông đây muốn ngươi phải chết. Hai mắt thông tí bạch viên đỏ ngầu, nó rít gào một tiếng, đấm thật mạnh vào vào mặt đất, sau đó điên cuồng chạy theo thất vĩ hắc hồ. Mỗi một bước đi của nó, đều khiến núi rung đất động. Ngu xuẩn. Ngươi không cảm thấy quá gì sao? Hiện tại không phải lúc đấu tranh nội bộ đâu. Tên chết tiệt kia lại có thể chữa khỏi hẳn cho ngươi, lại còn có thể hồi sinh tam nhãn ngư yêu, thủ đoạn như vậy ngươi từng thấy chưa? thất vĩ hắc hồ tức giận quát ầm lên. Ông đây quản nhiều như vậy làm gì? Thông tí bạch viên liên tục trống giận. Nhưng ngay lúc này, nó lại quay người đánh một quyền về phía sau lưng tu thần. Biến hóa bất ngờ vừa xảy ra này khiến tất cả mọi người đều ngây dại. Tu thần thì trợn trừng mắt. Con mẹ ngươi chứ? Hành động này cũng quá khốn nạn rồi đấy. Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi lại trở tay đánh ta một quyền mí mắt của thất vĩ hắc hồ cũng giật giật nó thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi mọi người đều là yêu quái nên sao có thể có nhân tính sao có thể biết cảm ơn có sự tồn tại của linh đan tiên thiên này thì còn quan tâm giết hay không giết làm cái gì có phải kẻ địch hay không lấy được đến tay mới là vương đạo tất cả ân oán về sau đều có thể từ từ giải quyết đây đúng là lời nó nói nhưng không ngờ thông tí bạch viên này cũng xảo trá như thế, nhìn thì giống như là muốn tìm mình liều mạng báo thú, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Linh đang tiên thiên. súc sinh đúng là súc sinh, đến cả ân nhân cứu mạng cũng giết. Tu thần tắm tắt lắc đầu. Nắm đấm to lớn kia kéo theo tiếng gào thét phá vỡ không trung mà đánh tới, thân thể to lớn kia biến mất trong không trung, sau đó hiển hiện ra ở trước mặt tu thần. Đột nhiên, hai cánh tay bùn đất to lớn thò ra từ dưới đất, vương ra tóm lấy thân thể thông tí bạch viên, rồi hung hắn kéo nó xuống dưới. Thông tí bạch viên ở giữa không trung kêu thảm một tiếng. Cả người lập tức nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Thất vĩ hắc hồ nhìn thấy cảnh này, con ngươi trong mắt đột nhiên co rút lại, tóc gáy dựng lên. Không bình thường. Tên phạm nhân này tuyệt đối không bình thường. Thế này thì cũng quá là khóa trương rồi. Hai cái cái tay bùn đất kia xuất hiện quá nhanh chóng và quá khoa trương thế mà dù chỉ một chút dấu hiệu nhỏ nó cũng không cảm nhận được. Vậy nếu như đổi thông tí bạch viên thành chính mình thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây cả người thất vĩ hắc hồ liền phát lạnh, bởi vì nó cũng không tránh khỏi vận mệnh bị bắt. Bất kỳ thuật pháp công kích gì cũng đều tạo ra sự dao động về không gian hoặc linh khí. Cường giả căn cứ theo hai loại phương hướng dao động này để nhanh chóng đối phó với địch và ra chiêu phá giải. Nhưng một tay kia của Tu thần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng dao động nào, thế này thì phòng ngự kiểu gì? Chạy là thượng sách, đợi sau này lại tìm cơ hội tiến đến thảo phạt sau. Lúc này Thất Vĩ Hắc Hồ lập tức đưa ra quyết định, thế là nó quay đầu định bỏ chạy. Nhưng khi nó vừa quay đầu, một khung cảnh đáng sợ xuất hiện. Tu thần và con thông tí bạch viên bị bắt trói trên mặt đất kia lại xuất hiện ở ngay sau lưng nó. Vì thế, nó lại theo bản năng quay đầu nhìn ra đằng sau lần này nó lại sợ tới mức chân mềm nhũng. Chẳng những có tu thần cùng thông tí bạch viên, vậy mà tam nhãn ngư yêu cũng ở phía sau nó. Không phải mình vừa mới lại giết con ngư yêu đó rồi sao? Vì sao bây giờ nó lại hồi sinh vậy? Cái chỗ này có ma quỷ sao? Không đúng, nó hoàn toàn không sợ ma quỷ. Vậy rốt cuộc chỗ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thất vĩ hắc hồ cũng sắp sụp đổ rồi. Vẫn cần phải trốn. Vì thế, thất vĩ hắc hồ lại hóa thành một vệt khói đen biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, nó lại ngưng tụ xuất hiện ở ngay trước mặt Tu thần. Lần này nó hoàn toàn từ bỏ việc vùng vẫy rồi. Không thể chạy thoát. Vì có chạy thế nào thì cũng đều chạy đến trước mặt Tu thần. Thông Tí Bạch Viên với Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu lúc này cũng mặt mày ngơ ngác, ánh mắt thì dại ra. Ngưu yêu thì không cần nói nữa, vì nó biết mình lại được hồi sinh rồi cảm giác đó thật là không biết nên khóc hay nên cười đây là chỗ quái quỷ gì vậy chết cũng không chết được là sao mình vừa không chạy thoát được mà chết cũng không được là ma quỷ dày vào mình như vậy sao hơn nữa thất vĩ hắc hồ này đang bị thần kinh gì vậy sao chạy rồi lại còn quay lại làm gì mà sao vẻ mặt của con hắc hồ này lại như thể thấy quỷ vậy cái hành động lặp lại không ngừng này Quả thực khiến tam nhãn ngưu yêu với thông tí bạch viên hoàn toàn không hiểu ra sao cả. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã làm gì bọn ta rồi? Suy nghĩ chạy trốn bị thất vĩ hắc hồ từ bỏ, nó nhìn chầm chầm tu thần với sắc mặt nó âm trầm, lạnh lùng quát to. Lúc này, nó vô cùng kiên kỵ tu thần. Tên phàm nhân này, thủ đoạn quả thật là quỷ dị đến mức yêu quái cũng phải phẫn nộ. Từ đầu đến cuối hắn đều có bộ dạng bình tĩnh tự nhiên, thể hiện giống như tất cả mọi thứ đều được nắm rõ trong lòng tay hắn. Mà hai tên yêu quái cấp 7 này quả thực đúng là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tu thần ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, nhếch miệng cười nói, ta chả qua chán quá, nên mới chơi cùng bọn ngươi mà thôi, kết quả thực ra sớm đã được định đoạt rồi, ba bọn ngươi đều phải chết, nhưng chết trong tay của ta. Chương 62, yêu quái đều ngây thơ như vậy sao? Chương 62, yêu quái đều ngây thơ như vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Thất Vĩ Hắc Hồ cười gằn một tiếng. Nó không tin tu thần có thủ đoạn gì để đánh giết được nó, một yêu quái có tu vi cấp 7. Cấp 7 là khái niệm gì? Cũng ngang cấp với cấp bậc đế cảnh của loài người. Trừ khi đối phương là cường giả ở cảnh giới thánh tôn nhưng Hắc Hồ lại nhận định tu thần không phải là một cường giả ở cảnh giới thánh tôn. Vì ở thế giới này, cho dù có là cảnh giới thánh tôn, ngươi cũng không thể thử dùng công pháp chiến kỹ mà có hề tạo ra chút dao động linh khí nào. Mà nó cũng không phải là loại yêu quái rác rưởi cấp 23. Nó là yêu quái cấp 7. Mặc dù không so được với cảnh giới thánh tôn, nhưng cũng chỉ kém một cấp mà thôi, chứ không phải cách đến 7-8 cấp, nên nó cũng có chút hiểu biết về năng lực thủ đoạn nói chung mới vừa rồi nó không sử dụng được dịch chuyển không gian của mình đây tuyệt đối không phải là trói buộc không gian của thánh tôn cảnh mà có chút giống như ảo cảnh đúng vậy trong lòng thất vĩ hắc hồ rút ra một ý kiến chắc chắn tất cả những chuyện kỳ quái này cũng chỉ có thể dùng ảo cảnh để giải thích nếu không thì giải thích như thế nào về chuyện tam nhãn xích thủy ngưu yêu đã chết mà còn có thể sống lại đây Giải thích như thế nào về chuyện thông tí bạch viên bị trúng phệ nguyên pháp cầu của mình lại có thể khỏi hẳn trong nháy mắt đây? Làm sao để giải thích về tất cả những chuyện này đây? Một người phàm sao lại có thể có tu vi lấy đồ vượt không gian, có thể phá vỡ đòn tấn công của mình một cách rất ung dung thản nhiên, có thể lập tức bắt được thông tí bạch viên rồi khiến nó không thể động đậy. Tất cả những điều này đều là ảo giác nhất định là từ lúc mới vừa tiến vào khu vực này nó đã trúng trận pháp ảo cảnh mạnh như thế này rồi. Sau khi nghĩ thông suốt được điều này, sắc mặt của Thất Vĩ Hắc Hồ dịu xuống, nó nhìn Linh Đan Tiên Thiên trong tay tu thần và nói, sợ là cấp bậc trận pháp ảo cảnh này của ngươi đã đến bậc thiên rồi nhỉ. Nó huyền ảo tới mức khiến cho chúng ta ngay cả sự dao động của linh khí chân khí trong không gian cũng không thể phát hiện ra được. Linh Đan Tiên Thiên này chắc cũng là ảo giác nhỉ? Nếu hôm nay Sơn Mạch Thiên Loan thật sự có Linh Đan Tiên Thiên xuất hiện, thì làm gì có chuyện đám lão già nội vực kia sẽ không tới cướp đi. Lời này của thất vĩ hắc hồ khiến cho đôi mắt của thông tí bạch viên đang bị bàn tay khổng lồ giữ chặt trên mặt đất đến không thể động đầy sáng lên, bởi vì trong nháy mắt nó cũng nghĩ tới điều mà thất vĩ hắc hồ nghĩ đến lúc nãy. Nhưng mà tam nhãn xích thủy ngưu yêu vẫn mang vẻ mặt không hiểu như cũ. Không thể nào như thế được, vì những thứ này quá mức chân thật, Chúng ta cũng không phải là tiểu yêu cấp 3 cấp 4 gì cả. Thế giới này nào có pháp trận ảo cảnh lợi hại đến mức có thể lừa gạt được cả đám cấp 7 các ngươi cho được. Vẻ mặt của Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu hoảng sợ đến không thể tin được. Ở trong nhận thức của Tam Nhãn Xích Thủy Ngưu yêu, thế giới này làm sao lại có thể có huyễn trận cấm chế như vậy được. Tu thần thở dài một tiếng rồi nói, trước đây có một tên cứng đầu cũng đã nói những lời tương tự như vậy nhưng đáng tiếc là hiện tại cỏ trên một phần của nó cũng cao đến một mét rồi, biết tại sao ta vẫn chơi như vậy với các ngươi không? Là thiên tư huyết mạch tuyệt đẳng đấy. Ngay từ đầu ta đã nâng thiên tư huyết mạch của hai người các ngươi lên đến mức cao nhất. Nhưng mà vẫn không có sự đột phá nào. Ta cũng đã thả linh khí ra rồi, tu vi của các ngươi cũng không tăng lên dù chỉ một chút xíu. Thật quá thất vọng. Tu thần lắc đầu nói hắn còn tưởng rằng hai con thú cấp 7 này cũng không chịu thua kém gì như huyết sát cốt ma. Nhưng xem ra hắn vẫn còn quá chắc chắn. Cho dù có nâng thiên tư huyết mạch của bọn chúng lên mức cao nhất, nhưng cũng không có cách nào đột phá được. Căn cứ theo tu vi tăng lên từ đầu đến giờ của hai yêu quái chúng nó mà xem, thì ít nhất cũng phải cần thời gian mấy trăm năm mới có thể đột phá đến cấp 8. Tốc độ như thế thì quá chậm. Cho nên tu thần mới không có hứng thú chơi tiếp. Tu vi từ cấp 7 lên đến cấp 8 thì thiên phú có cao hơn nữa cũng vẫn cần thời gian. Ngươi nói gì? Thất Vĩ hắc hồ giật mình trong lòng. Trước đó nó vẫn luôn đặt lực chú ý lên trên người tu thần, đề phòng đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới sự thay đổi thiên tư huyết mạch của mình. Thông Tí Bạch Viên cũng ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu kiểm tra nhìn lại. Trong nháy mắt, sắc mặt hai con yêu quái cấp 7 này trở nên vừa hưng phấn vừa sợ hãi hưng phấn là vì thiên tư huyết mạch của bọn chúng thật sự đạt đến mức cao nhất rồi sợ hãi là vì sao tu thần lại có thể thần không biết quỷ không hay tăng thiên tư huyết mạch của bọn nó đây là loại thủ đoạn gì thế đây đây thật sự không phải là ảo giác thiên tư huyết mạch của ta thật sự tăng rồi sao thất vĩ hắc hồ hoảng sợ hỏi xích thủy ngưu yêu nhìn mấy người ngơ ngác sau đó nó cũng tự mình cảm nhận thử xem thiên tư huyết mạch của mình không có thay đổi gì mà chẳng lẽ tu vi thấp nên mới bị hành hạ kỳ thị như vậy sao hiện tại hỏi cái này còn có ý nghĩa gì à tu thần hỏi cái kia vậy ta không muốn linh đăng tiên thiên kia nữa chúng ta giải hòa đi ta có thể xin lỗi ngươi thậm chí sau này ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì thất vĩ hắc hồ nói kích động thiên tư huyết mạch tuyệt đỉnh đấy nếu như đây là sự thật và chỉ cần cho mình đủ thời gian, thì việc bước vào cấp 8 chắc chắn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy thì lấy linh đan tiên thiên này làm gì nữa? Tranh giành linh đan tiên thiên chính là để thay đổi thiên tư huyết mạch. Giờ lại tin đây không phải là ảo cảnh. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, được rồi, chơi nữa cũng không có ý nghĩa gì, kết thúc thôi. Tu thần vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt của thất vĩ hắc hồ trở nên dữ tận oán độc, nó lạnh giọng quát lên, thật sự phải cá chết lưới rách à, cho dù ngươi có quỷ dị xảo trá đến thế nào đi nữa, e là cũng phải trả giá lớn. Ngươi chắc chứ? Tu thần nghe vậy chỉ cười suy một tiếng. Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Tách. Nói xong, tu thần búng ngón tay một cái. Trong nháy mắt cơ thể của thất vĩ hắc hồ tan thành tro bụi, sau đó rơi vải đầy đất, chỉ để lại một ngón tay. Thấy cảnh này, con ngươi của thông tí bạch viên và tam nhãn ngưu yêu như muốn lồi hẳn ra. Đây là cái quỷ gì vậy? Cứ thế mà chết đi như vậy sao? Nhẹ nhàng thoải mái như vậy sao? Tùy tiện như vậy sao? Lúc trước ngươi chơi đùa thật sao? Đại! Đại nhân ta! Ta chỉ là một kẻ không liên quan, ngài cũng đã cứu sống ta hai lần, nên sẽ không giết ta chứ. Ngư yêu nuốt nước miếng ưng ực, nhìn tu thần với vẻ mặt sợ hãi nói đại nhân, ta cũng chỉ là nhất thời làm chuyện hồ đồ thôi, ngài là đại nhân có thể đại nhân đại lượng tha cho tính mạng ti tiện này của ta. Thông tí bạch viên cũng ra sức cầu xin, nó vẫn không thể động đậy được. Yêu quái các ngươi sao đều ngây thơ như vậy hả? Tu thần khẽ mỉm cười, rồi hắn lại búng ngón tay một cái. À a à, à, ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Trong nháy mắt thông tí bạch viên và tam nhãn ngư yêu hóa thành tro bụi, tất cả cũng chỉ để lại một ngón tay. Ngài đánh chết yêu quái cấp 7 thất vĩ hắc hồ xâm nhập lĩnh vực, nhận được 10.000 điểm giá trị lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Ngài đánh chết người yêu quái cấp 7 thông tí bạch viên xâm nhập lĩnh vực, nhận được 10.000 điểm giá trị lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Ngài đánh chết yêu quái cấp 6 tam nhãn xích thủy ngưu xâm nhập lĩnh vực, nhận được 1.000 điểm giá trị lĩnh vực và 100.000 điểm kinh nghiệm. Nghe được âm thanh thông báo phần thưởng của hệ thống, Tu thần nở nụ cười. Sau đó hắn nhặt lấy ba ngón tay ở trước mặt mình. Hiện tại chính là lúc nghiệm chứng ý tưởng. Tu thần dứt lời, ánh sáng màu xanh trào ra từ trong tay, tất cả đều được trót vào trong ngón tay của thất vĩ hắc hồ. Chương 63, ta là do ngài sáng tạo ra. Tu thần muốn làm cái gì? Hắn muốn hồi sinh thất vĩ hắc hồ. Sau đó sẽ lại giết nó. Trước đó hắn có nghĩ tới một vấn đề, bây giờ hắn có thể có được thuộc hồi sinh, sau khi yêu quái có cấp bậc cao như vậy tiến vào đây rồi bị giết chết, mình hồi sinh nó, sau đó lại giết chết nó thì có thể lấy được kinh nghiệm hay không? Nếu như thật sự có thể làm được như vậy, thì một ngày giết nó mấy chục nghìn lần. Vậy thì việc thăng cấp không phải là chuyện vài phút thôi sao? Ý nghĩ này rất mới mẻ, cũng khiến cho hắn rất kích động mặc dù hành động trên có vẻ có chút điên rồ. Nhưng tu thần vốn cũng không phải là người lương thiện gì cả, bản thân thoải mái là đủ rồi, làm gì có chuyện sẽ quan tâm đến cái khác. Một lát sau, thất vĩ hắc hồ sống lại ở trước mặt tu thần, mặt đầy ngơ ngác. Lúc nó nhìn thấy tu thần, tóc gáy toàn thân liền dựng đứng hết cả lên, rõ ràng là nó tận mắt nhìn thấy cơ thể của mình từng chút một hóa thành cho bụi rơi xuống, loại cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi đó đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong trái tim nhưng sao mình vẫn còn sống người này thật sự biết hồi sinh sao ngươi rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy thất vĩ hắc hồ run rẩy hỏi hiện tại nó đang bị tu thần giam cầm muốn động đậy một chút xíu mà cũng không làm được đừng nói chuyện ngoan tu thần khẽ mỉm cười với thất vĩ hắc hồ nhìn thấy nụ cười của tu thần thất vĩ hắc hồ có cảm giác như trời đất quay cuồng, khắp cả người trở nên phát lạnh, nỗi sợ hãi không cùng tràn vào trái tim. Dù thế nào thì nó cũng là yêu quái cấp 7 đấy. Tuy là ở sơn mạch thiên loan này, nó không được coi là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng có thể bò đến top đại yêu vật đứng đầu. Nhưng vào giờ phút này nó lại bị một người phàm chơi đùa đến mức phải nghi ngờ cuộc đời chủ yếu là vì nó thật sự không thể tưởng tượng ra được là rốt cuộc tu thần đã làm như thế nào mà lại được lại có thể trắng trợn mà hành hạ mình như vậy ngươi ngươi lại giết ta ngươi là tên biến thái hả hồi sinh ta rồi lại lập tức giết ngươi là ác ma sao à à thất vĩ hắc hồ lại tan thành cho bụi một lần nữa trong tiếng kêu gào thảm thiết và kinh hoàng tu thần nhíu mày một cái phần thưởng đâu Ký chủ, ngài đã nhận phần thưởng rồi. Hệ thống trả lời. Nghe vậy, khóe miệng tu thần hơi giật giật. Hệ thống này có cả kiểu người đầu tiên kết liễu mạng quái hay sao? Đã giết một lần rồi sau này có giết nữa thì sẽ không được thưởng nữa. Thiết lập này thật sự chơi nhau quá mà. Thật quá khó chịu. Ký chủ. Có thể ngài hiểu sai về thân phận và địa vị của ta rồi, ta chỉ giúp đỡ ký chủ thu thập sinh linh chi lực, thông qua việc sinh linh chi lực thu thập được sẽ giúp tăng phạm vi và cấp bậc lĩnh vực vô địch của ký chủ phần thưởng mà ngài đạt được cũng không phải là do ta cho mà là do ngài kích phát sự kiện sau đó nhận được sinh linh chi lực sinh linh chi lực nghe câu giải thích lần này của hệ thống tu thần có chút không hiểu có thể giải thích rõ một chút nữa được không tu thần tiếp tục hỏi hắn mơ hồ cảm giác được có vẻ đây là việc lớn hệ trọng thủ ban sơ của vạn giới thiên địa hiện nay chẳng qua chỉ là một tích điểm nho nhỏ mà tích điểm này chính là một sinh linh chi lực hoàn chỉnh theo năm tháng trôi đi nội hạch nảy sinh sự phân tách không ngừng phân hóa hạt sinh linh chi lực hoàn chỉnh này biến thành khởi đầu của thế giới xuất hiện chính thế giới mỗi thế giới chính là một sinh linh chi lực không hoàn chỉnh được phân hóa ra sau này chính thế giới lại dùng sinh linh chi lực vốn không trọn vẹn ra để phân hóa nhỏ tạo ra giống loài sinh mệnh theo sự lớn mạnh trưởng thành dần lên của giống loài sinh mệnh sinh linh chi lực không trọn vẹn của mỗi thế giới lại lần nữa bị phân hóa sau đó những giống loài hùng mạnh kia lại tiêu hao lực sinh linh sáng lập ra thế giới mới vì vậy chính thế giới ban đầu liên tục bị chia cắt thành vô số thế giới khác các thế giới khác lại có những giống loài mạnh tới mức có thể sáng tạo ra thế giới mới tạo thành vòng tuần hoàng lặp đi lặp lại ngọn nguồn của vạn giới ngày nay chính là như thế tu thần nghe đến đây là ánh mắt đã trợn tròn lên phức tạp như vậy sao đây là đang phổ cập nguyên nhân hình thành thế giới cho mình sao sau đó thì sao ngươi là do ai sáng tạo ra tu thần hỏi vấn đề này hết sức quan trọng lỡ như là một cái hệ thống do một đại lão nào đó sáng tạo ra vậy không phải là hắn có thể tùy ý thu hồi sao có nghĩa là mình đang làm thuê cho kẻ khác thế thì còn chơi cái quái gì nữa Ta là do ngài sáng tạo ra. Hệ thống nói. Nghe được câu trả lời này, tu thần hoàn toàn ngơ ra. Ngươi là do ta sáng tạo ra. Con mẹ nói chứ, ngươi đùa ta hả? Lão tử không thể tu luyện mà. Tu thần không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ý chí là ý chí tích điểm biến thành ngài. Sinh linh chi lực không ngừng chia tách phân hóa ra, dẫn đến việc vạn giới hiện giờ trở nên cực kỳ bất ổn theo một nhóm cường giả cổ xưa nhất không ngừng hùng mạnh sinh linh chi lực mà bọn họ có được vượt xa phạm vi cho phép của ý chí tích điểm cứ để cho phát triển tiếp như vậy thì có khả năng sẽ có giống loài mạnh mẽ đến mức hấp thu ngưng tụ sinh linh chi lực cho bản thân sử dụng đến lúc đấy vạn giới sụp đổ tất cả sinh linh chi lực sẽ bị nắm trong tay một giống loài nào đó với tư cách là ý chí tích điểm cũng chính là người sở hữu tất cả sinh linh chi lực ý chí tích điểm cảm nhận được nguy cơ nên nếu mặc cho ngoài kia cứ thế mà phát triển tiếp thì sau này mình sẽ trở thành nô lệ cho người khác cho nên ý chí tích điểm đã sáng tạo ta sau đó thì biến thành ngài bây giờ tu thần bây giờ đã kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được ta bây giờ không phải là chính ta ta là một hóa thân của ý chí tu thần tỏ vẻ không thể tiếp nhận thiết lập này không phải hiểu như vậy ý chí cũng không phải là ý thức mà là một loại bản năng cội nguồn mà vạn vật đều có hiện giờ sau khi ngài biến thành người thì vẫn là ý thức của ngài hoàn toàn còn ta chính là tồn tại do ý chí tích điểm sáng tạo ra để giúp đỡ ngài kiểm soát sự tồn tại của sinh linh chi lực một lần nữa vạn giới này là của ngài chứ không phải là chính ngài ý chí của ngài bây giờ không phải là ý chí tích điểm mà nó giống như đạo lý đầu thai trở thành con người một lần nữa sau khi ý chí tích điểm hóa thành ngài thì hoàn toàn sẽ không khôi phục lại nữa mà có thể nói ngài chính là tích điểm mới chẳng qua chỉ là sinh linh chi lực phân tách của tích điểm cũ mà ngài là thu hồi. Cho nên việc có muốn kiểm soát đoạt lại sinh linh chi lực một lần nữa hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngài, ta không quấy nhiễu được bất kỳ lựa chọn nào của ngài và ý chỉ tích điểm lại càng không thể bởi vì nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Đệt con mẹ, giờ ông đây nhức đầu lắm rồi. Tu thần không nhịn được văn ra một câu chửi tục. Chương 64, đã đánh dấu lên thì hoàn toàn thuộc về mình tu thần đã hiểu đại khái mấy câu mà hệ thống nói vừa rồi. Ý của hệ thống là tiền thân của hắn là ý chí tích điểm, cũng chính là nơi khởi nguồn của vạn giới thiên địa. Sau đó theo năm tháng trôi đi, vạn giới không ngừng mở rộng, đã có cường giả sắp hoặc đã bắt đầu có thể nắm giữ, thu thập sinh linh chi lực. Nếu không ngăn cản, một ngày nào đó trong tương lai những kẻ được gọi là cường giả kia rất có khả năng sẽ cướp đoạt tất cả sinh linh chi lực để dùng cho bản thân tu vi càng cao thì sinh linh chi lực càng nhiều đến cuối cùng bản thân kẻ đó có thể trở thành tích điểm tự mình trở thành bố của chính mình tùm ừ, có lẽ chính là ý này vậy thì đương nhiên không thể nhìn được nữa nhưng ý chí tích điểm chỉ là ý chí mà thôi không phải là thực thể hóa sự phân tách của nó cũng không phải là ý nguyện của bản thân mà là một loại quy tắc. Dưa chín rụng cuốn. Dưa đã rụng khỏi cuốn rồi, ngươi muốn bắt cuốn về với quả dưa là chuyện không thể nào. Trừ phi cuốn dưa có ý thức tự chủ và khả năng hoạt động. Tích điểm đại khái cũng có cơ chế như thế. Sau khi phân hóa ra sinh linh chi lực, nó không thể thu hồi lại nữa. Cho nên nó chỉ có thể hóa thành thể sinh mệnh. Sau đó sử dụng hệ thống sáng tạo một lần nữa thu hồi lại sinh linh chi lực lúc tích điểm cũ kỹ hóa thành thể sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết mà tu thần lại là tích điểm hoàn toàn mới một tích điểm mới có ý thức tự chủ và khả năng hoạt động tương tự với thân phận người kế thừa cũng chỉ có hắn mới có thể mở ra hệ thống thu hồi sinh linh chi lực nếu vậy cấp bậc và phạm vi thì như thế nào có liên quan gì đến sinh linh chi lực tu thần bóp đầu đang căng lên vì đau hỏi vạn vật trên thế gian đều là do sinh linh chi lực biến hóa thành giết chóc giáo hóa cướp đoạt luyện hóa vơ vơ đều có thể thu hồi sinh linh chi lực vốn thuộc về ngài khi thu thập sinh linh chi lực đến một số lượng nhất định ngài sẽ mở ra năng lực tương ứng và phạm vi kiểm soát thuộc về bản thân ngài thiết lập điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm chỉ để cho ngài dễ hiểu hơn có cái nhìn trực quan hơn mà thôi ngài vốn là ngọn nguồn của vạn giới chư thiên cho nên mỗi lần thu hồi được một điểm sinh linh chi lực phạm vi vô địch nắm trong tay sẽ tăng thêm một mét mà điểm kinh nghiệm lại là chìa khóa để ngài khai mở năng lực điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm là một quy tắc đẩy ngược một trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là một điểm sinh linh chi lực ngài có thể dùng một trăm điểm kinh nghiệm để mở động một mét phạm vi vô địch đợi đến khi ngài thu thập được đủ nhiều sinh linh chi lực cũng chính là số lượng điểm kinh nghiệm đủ để thăng cấp thì có thể nắm giữ được một loại năng lực mới. Năng lực đều cần có sinh linh chi lực chèo chống. Khi ngài thu hồi được toàn bộ sinh linh chi lực, thì ngài sẽ trở thành tích điểm mới. Là một tích điểm mang theo sinh mệnh và ý thức của riêng mình, cũng là chủ nhân tối cao của vạn giới thông thiên. Tích điểm mới này là một khái niệm hoàn toàn khác tích điểm cũ. Tu thần nhíu mày, hỏi, theo như người nói, sau khi thu hồi được hoàn bộ sinh linh chi lực, chẳng phải vạn giới cũng bị ta hủy luôn sao? Sai. Vạn giới như vậy mới là vạn giới thực sự, là vạn giới hoàn toàn thuộc về tay ngài. Cũng giống như việc hồi sinh. Ngài thu được sinh linh chi lực của hắc hồ cấp 7, sau đó ngài hồi sinh nó. Cho dù nó rời khỏi lĩnh vực vô địch của ngài, nhưng chỉ cần một suy nghĩ, là ngài có thể thu hồi nó lại. Bởi vì cấu tạo sinh linh chi lực của nó đã bị thu về tay ngài rồi ngài thăng cấp thiên phú cho kinh như tuyết thăng cấp huyết mạch cho hổ yêu hư không tạo vật những việc đó đều sử dụng sinh linh chi lực đã thuộc về ngài để làm ra hành động này là do sinh linh chi lực bị phân hóa đã thu hồi được có tác dụng lên người họ nhưng cấp bậc năng lực của bản thân ngài lại không hề bị giảm đi vì tiêu hao sinh linh chi lực nó chính là ý này tình huống hôm nay là sinh linh chi lực thuộc về ngài đã bị người ngoại lấy trộm mà ngài cần phải cướp lại sinh linh chi lực bị người khác chiếm làm của riêng sau khi cướp về thì sinh linh chi lực không thể bị đánh cắp thêm lần nữa ngài có thể cho người khác cũng có thể thu về trong nháy mắt đến lúc đó vạn giới sẽ là vạn giới của ngài chỉ cần ngài muốn là có thể hủy diệt bất cứ lúc nào hoặc là nếu để vạn giới tiếp tục phát triển thì nó sẽ tiếp tục phát triển như bình thường cung cấp sinh linh chi lực vào trong vạn giới tất cả những chuyện đó đều dựa vào ý nguyện của bản thân ngài nó không hề có bất cứ xung đột nào với phạm vi vô địch của ngài tu thần gật đầu đã hiểu rõ nói thẳng ra thì việc này cũng giống như đánh dấu những thứ mà hắn đã đánh dấu thì hoàn toàn thuộc về bản thân hắn mà sau khi thuộc về hắn thì hắn muốn cho ai dùng thì cho muốn thu hồi thì thu hồi còn lĩnh vực vô địch chính là địa bàn tìm về bất cứ quy tắc nào cũng đều do mình định ra nghĩ tới đây trong lòng tu thần nảy ra một nghi vấn hắn bèn hỏi vậy chẳng phải sinh linh chi lực đều được phân hóa ra từ tích điểm sao chẳng phải vốn thuộc về nó à vì sao ta không thể trực tiếp thu hồi đây là sự khác nhau giữa ý chí và sinh mạng ý chí là thứ hư vô mù mịt không thể đánh dấu còn sinh mạng thì có thể hệ thống giải thích được rồi không cần hỏi thêm nữa. Ta đã hiểu được đại khái rồi. Dù sao bây giờ ta chỉ cần thu thập sinh linh chi lực là được chứ gì? Tên nào mạnh thì giết tên đó. Mục tiêu ban đầu cũng là mở rộng vạn giới. Không khác gì nhiều. Tu thần xua tay nói. Có được hệ thống này thì chính là vô địch vạn giới. Một bước một dấu chân, từ từ phát triển. Mấy thứ như ý chí tích điểm rồi hóa thân gì đó đều không quan trọng. Tuy đường dài quanh co, nhưng mục tiêu rõ ràng chính xác. Giống loài cổ xưa, ta rất mong đợi được chạm mặt bọn chúng. Tu thần nhìn về phía sơn mạch phía xa xa, nở nụ cười đầy tư lự. Chương 65, chẳng lẽ ta nói cái gì thì linh nghiệm cái đó? Đại Hoang vực, mật thất Thái Diễn tông một cô bé 6 tuổi nước mắt nhạt nhòa đang ngồi trên pháp trận cô bé xõa mái tóc dài hơi rối loạn, gương mặt bầu bỉnh non nớt thoạt nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, khiến người khác nhìn thấy mà hết sức xót xa. Không ngờ cô bé này lại có thiên phú bậc chính. Một thiên tài tu luyện trời sinh. Tuy cô bé mới 6 tuổi mà Tu Vi đã đạt đến pháp tướng cảnh. Cha, nhuế nhuế không muốn đi. Cô bé vừa khóc, vừa nói. Có một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt cô bé, sắc mặt nhợt nhạt. Hơi thở yếu ớt, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Nhuế nhuế ngoan. Thái diễn tông không bảo vệ được con, cha chỉ có thể đưa con đi. Ánh mắt Phương Trung Hãn vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, nhưng trên mặt vẫn cố nặng ra nụ cười. Đừng mà cha, nhuế nhuế không muốn đi. Nhuế nhuế muốn đi cùng họ. Phương nhuế nhuế lắc đầu, mếu máu nói. Phương Trung Hãn cười khổ một tiếng, quay đầu liếc nhìn bên ngoài nhuế nhuế con nghe cha nói thái diễn tông vốn là dòng nhánh của thích ách tôn giả trước kia tổ sư gia thích ách tôn giả ngã xuống bởi vì thái diễn tông ta chỉ là dòng nhánh lại không có cường giả nào nổi trội cho nên trốn được một kiếp nạn nhưng từ khi sinh con ra thiên phú bậc chinh không thể giấu được nữa chắc chắn bọn họ sẽ không để con lớn lên con đi theo họ thì chỉ còn con đường chết mà thôi cha nhuế nhuế mà đi thì cha sẽ chết. Phương nhuế nhuế khóc ầm lên. Tuy mới chỉ 6 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện cô bé đã có thể hiểu được. Hôm nay kẻ địch ở bên ngoài đại khai sát giới, thậm chí còn có một cường giả đế cảnh. Thái diễn tông căn bản không thể chống đỡ được, bị diệt sạch chỉ là vấn đề thời gian. Đời này ta có thể sinh được một đứa con gái như con, cũng đáng giá rồi. Phương Trung Hãn nhìn con gái mình, ánh mắt toát lên niềm tự hào và kiêu hãnh vô bờ bến. Cha dùng bí pháp truyền tống con rời khỏi nơi này. Về phần đến nơi nào thì bản thân cha cũng không biết. Con nhớ cho kỹ, con chính là thiên tài. Thiên tài tuyệt thế. Nếu tránh được kiếp nạn lần này, con cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai hãy báo thù rửa hận cho cha và cho 4.350 người trên dưới Thái Diễn Tông. Phương Trung Hãng nói xong, lập tức khởi động pháp quyết truyền tống cấm chế. Phương Nhuế Nhuế bị nhốt trong trận pháp không ngừng gào khóc, nhưng không có chút âm thanh nào truyền được ra ngoài. Chỉ thấy máu huyết toàn thân Phương Trung Hãn bừng lên dưới da, sau đó ngưng tụ thành một pháp trận ở trước mặt. Quỳnh! Đúng lúc này, cửa lớn của mật thất bị phá vỡ. Phương Trung Hãn biến sắc, phun ra một ngụm máu đen. Pháp trận màu đỏ tươi trước mặt bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc, ánh sáng đỏ quá dị lóe lên trong mật thất chói đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Không gian trong pháp trận bắt đầu vặn vẹo, nứt trách. Lúc này, cả không gian như một tờ giấy bị lưỡi dao cắt từng nhát thành vô số đường rạch. Muốn truyền tống à? Thật nực cười. Một người đàn ông trung niên cao đến 3 mét. Trên thân hình to lớn vạm vỡ tỏa ra sự ngang ngược, hung hãn. Hắn cười lạnh một tiếng. Cường giả đế cảnh. Càng không tứ tượng, nghịch. Phương Trung Hãng trống lên một tiếng dữ tợn, vỗ một chưởng xuống pháp trận. Muốn chết. Cường giả đế cảnh sầm mặt lại, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Phương Trung Hãng, đánh một chưởng khiến ông lập tức tan thành bụi máu. Lúc này không gian trong pháp trận đã hoàn toàn bị cắt nát thành vô số mảnh. Cường giả đế cảnh ngưng tụ chân nguyên toàn thân ở bên ngoài cơ thể, sau đó lao thẳng vào trong. Chỉ chớp mắt, ánh sáng đỏ rực đang bao phủ toàn bộ mật thất đột ngột biến mất không gian bị xé rách cũng trở lại bình thường. Trên thiên trì viên bàn của đỉnh núi thiên tử, tu thần đang nằm trên ghế, nhàn nhã tự tại cắn hạt dưa. Đồ đệ kinh như tuyết của ngài giết chết lục giác hoành văn ngư yêu cấp 6. Ngài nhận được 1.000 điểm lĩnh vực và 10.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh của hệ thống xuất hiện trong đầu tu thần. Vẫn nên thu thêm nhiều đồ đệ. Sinh linh chi lực này còn có thể sai đồ đệ đi thu thập thay, thật là thoải mái tu thần nhếch miệng cười nói tu thần không hề bất ngờ khi thấy kinh như tuyết không xuống núi tới võ thần tông dù sao nàng cũng vừa mới thăng cấp lên thần thông cảnh cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định việc nàng biết đường đi tu luyện thêm rất đáng để tu thần vui mừng đúng rồi ta còn chưa từng giết đồ đệ của mình phải chăng sinh linh chi lực của kinh như tuyết vẫn chưa được ta thu hồi tu thần đột nhiên hỏi Thời điểm đối phương thật lòng thật dạ bái ngài làm sư phụ thì sinh linh chi lực đã được thu hồi rồi. Một trăm điểm lĩnh vực và một nghìn điểm kinh nghiệm chính là sinh linh chi lực của nàng ấy. Hệ thống giải thích. Phải thật lòng thật dạ ư. Tu thần cảm thấy hơi tiếc núi. Hắn cứ tưởng rằng tùy tiện quỳ xuống dập đầu một cái nói mấy câu bái sư là xong. Mấy nhiệm vụ linh tinh này cũng đều là cách để thu hồi sinh linh chi lực mà thôi có phải là sinh linh chi lực của đồ để có thiên phú càng cao phần thưởng nhận được cũng càng lớn đúng không tu thần hỏi chính xác thiên phú vốn thể hiện sự mạnh yếu của sinh linh chi lực đương nhiên thiên phú càng cao thì sinh linh chi lực càng nhiều hệ thống xác nhận tu thần nhìn bầu trời xanh thẳm không gợn mây lầm bầm nói ta có nên đăng quảng cáo tuyển sinh không nhỉ không được tuyển nhiều rác rưởi về cũng vô dụng còn làm giảm đẳng cấp của mình xuống phải thu được một đồ đệ thiên phú bậc chính không thì đưa vài tên cường giả đến đây để giết cũng được tu thần duỗi thắt lưng mỏi như ngáp một cái hử đột nhiên hắn cảm nhận được có một thứ gì đó muốn xông vào lĩnh vực vô địch của hắn nhưng bị chặn lại ở bên ngoài không được tu thần cho phép thiên vương lão tử cũng được thể dùng pháp trận không gian truyền tống thẳng vào bên trong hình như có người thông qua bí pháp không gian nào đó muốn truyền tống vào trong này. Tu thần lập tức khơi dậy hứng thú. Lại có kẻ tới tặng kinh nghiệm nữa rồi. Thế là, hắn trực tiếp mở quyền hạn cho đối phương truyền tống vào núi thiên tử. Sau đó, hai bóng người xuất hiện trước mặt tu thần. Một cô bé sáu tuổi và một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Một cô bé thiên phú bậc chính. Cục cưng tu vi đế cảnh phỏng chẳng lẽ ta nói cái gì thì linh nghiệm cái đó sao? Tu thần đứng bật dậy. Chương 66, cảnh vạn tiễn phanh thay rất đẫm máu, trẻ con đừng xem chương 66, cảnh vạn tiễn phanh thay rất đẫm máu, trẻ con đừng xem thiên tài thiên phú bậc chính, là sự tồn tại tự như Long Phương, Sừng Lân đoán chừng toàn bộ quản nguyên vực trừ kinh như tuyết được chính hắn điểm hóa thì không còn ai nữa. Nhưng bây giờ một cô bé thiên phú bậc chính sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bên cạnh còn có một tên đại hán hung thần ác sát đế cảnh tầng 3. Trong mắt tu thần, đại hán này chính là cục kinh nghiệm biết đi, hắn lại sắp có thêm 10.000 điểm lĩnh vực và một triệu điểm kinh nghiệm rồi. Sao linh khí nơi này lại dồi dào như vậy? Còn đậm đặc hơn gấp trăm lần trường tiên tông của ta. Cung điện trên ngọn núi này đều được làm bằng bạch ngọc lưu ly sao? Hải Vô Ảnh nhìn quang cảnh xung quanh. Đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó nét mặt chuyển sang vui mừng không xiết. Tu luyện ở chỗ này chắc chắn là làm ít công to. Trong lòng hắn lập tức quyết định tính toán chiếm ngọn núi này làm nơi tu luyện của mình. Hử? Đó là Linh đang Tiên Thiên hải vô ảnh nhanh chóng phát hiện ra kim cầu ở dưới tán cây bên cạnh đình nghỉ mát trên thiên trì viên bàn, ánh mắt lập tức nóng lên, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Ha ha ha! Không ngờ, thật là không ngờ! Truyền tống tới nơi này theo con bé kia, không những phát hiện ra thánh địa tu luyện, mà còn gặp được linh đan tiên thiên. Quả là ông trời phù hộ cho hải vô ảnh ta. Ngay cả ông trời cũng muốn cho ta tiến vào thánh tôn cảnh. Hải vô ảnh cười sằng sặc không hề kiên dè. Tu thần nghe vậy trợn trắng mắt, sau đó lại nhìn cô bé đang khóc trưng rức trước mặt mình. Tiểu mùi mùi, có chuyện gì vậy? Tu thần hỏi. Cô bé đau lòng gần chết, mếu máu ngẩng đầu lên. Cô bé này khóc đến sưng cả mắt rồi. Gương mặt bầu bỉnh hồng hào hệt như quả hồng, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và khổ sở. Cô bé bị truy sát tới đây sao? Thúc thúc ơi, ông ta là người xấu ông ta giết cha của nhuế nhuế phương nhuế nhuế chỉ vào hải vô ảnh đang đứng giữa không trung cách đó không xa nghẹn ngào nói tu thần liếc nhìn tên đại hán kia đúng là đồ thần kinh cứ liên tục cười như điên ở đó đừng gọi thúc thúc gọi ca ca hoặc là thầy tu thần nói phương nhuế nhuế ngẩn người đôi mắt đen lay lấy đầy vẻ thông minh ánh lên nỗi sầu lo nói với tu thần bằng giọng non nớt ca ca hắn rất xấu xa nhưng rất lợi hại ca ca trông có vẻ yếu ớt, ca ca mau chạy đi. Nhuế nhuế không phải là đối thủ của hắn. Hắn là kẻ thù của muội phải không? Tu thần hỏi. Phương nhuế nhuế gật mạnh đầu một cái, siết chặt nắm tay nho nhỏ. Muốn hắn chết không? Tu thần hỏi lại. Cô bé mù mờ nhìn lại hắn. Cà ca ca, ca ca không đánh lại hắn đâu. Ngay cả nhuế nhuế ca cũng không đánh thắng được. Phương Nhuế Nhuế buồn bã méo máu nói. Tu thần cười ha hả, lau nước mắt trên gò má cô nhóc, nói, muội chỉ cần nói cho ca ca biết, có muốn hắn chết không là được rồi. Muốn. Hắn đã giết chết cha. Nhuế Nhuế cũng muốn hắn không được sống nữa. Phương Nhuế Nhuế nhớ lại cảnh tượng thân thể cha mình bị nổ tung, trong nháy mắt trở nên giận dữ. Trẻ con bản tính vốn ngây thơ, khờ khạo, dù có tỏ ra hung dữ cũng không thể dậy lên được khí thế, thoạt nhìn còn có vẻ hơi đáng yêu. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Một phàm nhân, so ra còn kém cả một bé gái 6 tuổi, lại dám nói muốn báo thù giúp nó. Gọi sư tôn nhà ngươi lăn ra đây. Trường tiên tông ta sẽ thu lại nơi này, trong vòng 10 ngày phải giao nhận xong. Nếu không, ta sẽ diệt sạch tông phái của ngươi. Hải vô ảnh bay tới trước mặt tu thần, tư thái ngạo mạn, giọng điệu ngang ngược, không cho bất cứ ai được nghi ngờ chất vấn. Hắn nhìn tu thần với ánh mắt như đang nhìn một con kiến. Một thánh địa như thế này, đương nhiên không thể nào là nơi mà một phàm nhân có thể tùy tiện trú ngụ. Cho nên Hải Vô Ảnh cho rằng nơi này chắc chắn có một cường giả. Nhưng hắn lại không thể cảm nhận được kẻ đó. Song chẳng sao cả, nơi mà Trường Tiên Tông muốn có không bao giờ có chuyện không chiếm được. Nếu hắn có thể tự mình giải quyết chủ nhân của nơi này, vậy thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về một mình hắn còn nếu không giải quyết được hắn sẽ quay về bẩm báo tông môn đến lúc đó phần thưởng cũng rất lớn tu thần chẳng buồn liếc mắt nhìn đối phương quay sang nói với phương nhuế nhuế vậy thì ca ca sẽ giết hắn nhìn cho kỹ đôi mắt long lanh nước của phương nhuế nhuế ánh lên vẻ sợ hãi cô bé thấp giọng nói ca ca ơi hắn thực sự rất lợi hại không hắn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi tu thần mỉm cười sau đó vung tay phải lên một tiếng cù rất to vang lên làm chấn động cả không gian chỉ thấy bốn phía xung quanh hải vô ảnh bỗng nhiên hiện ra hàng vạn thanh trường kiếm bằng ngọc lưu ly màu tím do linh khí ngưng tụ thành mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra khí thế đủ để hủy thiên diệt địa sắc mặt hải vô ảnh lập tức tái nhợt gương mặt vặn vẹo khó coi hắn hoảng sợ nhìn trường kiếm lơ lửng xung quanh mình điều điều này là không thể làm sao có thể ngưng tụ linh khí thành thực thể được không thể nào. Hải vô ảnh rung giọng gào lên. Nơi này thực sự quá quái dị. Chạy là thượng sách. Quay về bẩm báo tông môn, sau đó sang bằng chỗ này. Nghĩ vậy, hải vô ảnh lập tức dịch chuyển tức thời. Muốn chạy trốn. Nhưng một chuyện khiến hắn kinh sợ hơn đã xảy ra. Hắn không thể sử dụng bất cứ năng lực gì. Thân thể bị khóa chặt giữa không trung, hoàn toàn không động đậy được phương nhuế nhuế nhìn cảnh tượng phía sau cũng sợ hãi trợn tròn mắt há hốc miệng cảnh vạn tiễn phanh thay quá đẫm máu trẻ con đừng nhìn ngoan tu thần lấy tay che mắt cô bé sau đó búng tay một cái a à. vô số linh kiếm xuyên thủng thân thể hải vô ảnh trong nháy mắt cắt hắn ra thành vô số mảnh sau đó linh khí chấn động khiến hắn nổ tung lập tức tan thành mây khói cường giả đế cảnh cũng chỉ là đồ bỏ đi như thế Chương 67, thiên phú bậc chính trời sinh quả nhiên là khủng khiếp thế đó. Chương 67, thiên phú bậc chính trời sinh quả nhiên là khủng khiếp thế đó. Ngài vừa giết chết kẻ xâm nhập cường giả đế cảnh hải vô ảnh, nhận được 10.000 điểm lĩnh vực và 1 triệu điểm kinh nghiệm. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên. Chưa đến 3 ngày, đã tăng thêm 31.000 điểm lĩnh vực và 3 triệu 100.000 điểm kinh nghiệm, phạm vi lĩnh vực vô địch đã mở rộng hơn 47.000 mét. Tuy còn kém điểm kinh nghiệm thăng cấp rất nhiều, nhưng việc phạm vi được mở rộng vô cùng quan trọng đối với tu thần. Dù sao đã gọi là lĩnh vực vô địch thì phạm vi càng rộng lớn càng tốt. Đến lúc thâu tóm được toàn bộ sơn mạch thiên loan, hắn sẽ giết hết toàn bộ yêu quái và cường giả lánh đời ở trong này. Đây chính là càng quấy, phách lối, bất chấp phải trái. Kaka, tên xấu xa kia chết thật rồi sao? Phương nhuế nhuế mở mắt, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hải vô ảnh đâu, nhất thời vui mừng, kích động hỏi. Tu thần gật đầu đáp, đương nhiên. Nghe hắn nói vậy, Phương nhuế nhuế chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, ca ca, ca ca lợi hại như vậy, có thể cứu cha mùi không? Chẳng phải ông ấy chết rồi sao? Tu thần hỏi lại. Ánh mắt Phương nhuế nhuế lại lập tức xám xịt, nhũng màu bi thương. Cô bé mếu máu khiến một giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mắt, lăn xuống. Lúc đầu Phương Nhuế Nhuế còn mếu máu cố nhìn khóc, nhưng đến cuối cũng không thể kìm được nữa, cô bé òa khóc nức nở. Tiếng khóc xé ruột xé gan kia quả thực khiến người ta đau lòng không thôi. Tu thần cảm thấy hơi buồn bực, quả thực hắn có thể cứu được người đã chết. Nhưng đối phương phải ở trong phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn, hơn nữa nhất định phải còn sót lại bộ phận nào đó trên cơ thể hoặc là tóc tai mới được cô bé này có thiên phú cấp chính. Chắc chắn thế lực đằng sau cô bé cũng không thể kém cỏi được. Năng lực như thế mà còn bị giết, phỏng chừng một cộng lông cũng chẳng còn. Hơn nữa ai biết cô bé này từ đâu tới. Hu hu. Lúc này, Kim Cầu, Tiểu Bạch và Tiểu Vũ đã đi đến bên cạnh Phương Nhuế Nhuế. Thấy cô bé khóc nức nở, Kim Cầu đồng cảm dùng đầu cọ cọ vào cánh tay bé bé của cô. Phương Nhuế Nhuế nhìn về phía Kim Cầu, ánh mắt chợt sáng lên. Nỗi buồn vừa rồi lập tức bị quét sạch, cô bé ôm kim cầu vào trong lòng. Ôi, quả cầu nhỏ thật là đáng yêu. Phương nhuế nhuế không nhìn được sợ nắng người kim cầu, thốt lên khen ngợi. Chi chi. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ ở bên cạnh tỏ ra không vui, vừa nhảy loạn xạ vừa khẽ kêu lên, ý là chúng cũng rất đáng yêu đây nè. Chào các bạn nha. Phương nhuế nhuế nhìn thấy Tiểu Bạch và Tiểu Vũ, cùng ôm hết chúng vào lòng, cọ má lên người chúng. Tu thần không lên tiếng, để mấy con thú chơi với cô bé. Hắn thở dài một tiếng. Sợ rằng cô bé này lại là một đứa bé mà cả nhà đều đã bị tàn sát. Kinh như tuyết bị giết cả nhà vì gương mặt xinh đẹp. Mà cô bé con này lại bị giết cả nhà vì thiên phú. Chỗ của hắn trở thành nơi thu nhận trẻ mồ côi bị diệt môn rồi. Đã thấy hắn dứt khoát nuôi dạy mấy đứa này thành nữ ma đầu sau đó phải xuống núi đi giết chóc lung tung mới được. Kẻ nào mạnh thì giết kẻ đó, dù sao thế giới này cũng đâu phân biệt phải trái. Thực lực mới chính là đạo lý. Ca ca. Nhuế nhuế có thể cầu xin ca, ca một việc không? Trong lúc tu thần ngay người ngắm nhìn trời, Phương nhuế nhuế đang chơi đùa với ba con thú bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lên tiếng hỏi bằng giọng rụt rè. Tu thần nhìn lại cô bé, gật đầu nói, nói đi nhuế nhuế muốn báo thù cho cha cha từng nói nhuế nhuế có thiên phú rất cao cực kỳ cao đi tới đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm nên cha đã bảo nhuế nhuế tự trốn đi tu luyện sau này lợi hại rồi sẽ báo thù thay cha và những người khác trong tông môn nhưng nhuế nhuế không biết tu luyện gì cả ca ca lợi hại như thế có thể dạy nhuế nhuế tu luyện không càng nói giọng phương nhuế nhuế càng nhỏ đi đến cuối cùng thì cúi hẳn đầu xuống âm thanh chẳng khác nào mũi kêu muốn làm đồ đệ của ca ca à tu thần buồn cười hỏi vâng vừa rồi ca ca chỉ cần một chiêu đã giết chết tên xấu xa kia chắc chắn là vô cùng lợi hại phương nhuế nhuế ngẩng đầu nói với vẻ rất nghiêm túc tu thần nói tu luyện thì phải bái sư hơn nữa còn phải là thật lòng thật dạ phương nhuế nhuế chớp chớp đôi mắt to trong sau đó vội vàng đặt kim cầu xuống đất quỳ mập ngay dưới chân tu thần như vậy đã được chưa nhuế nhuế thấy cha thu đồ để toàn làm như vậy à đúng rồi còn cái này nữa nói xong cô bé dập đầu bột, bột, bột ba cái à vẫn còn nữa sư phụ phụ ở trên nhận của đồ nhi ba lạy sau đó cô nhóc lại dập đầu thêm ba cái nữa gọi là thầy không gọi sư phụ phụ tu thần cười nói Hả? Vâng, thầy thầy ở trên nhận của đồ nhi ba lạy. Nói xong, Phương Nhuế nhuế lại dập đầu ba cái. Tu thần giật giật khóe miệng. Trẻ con đều thích gọi người khác bằng xưng hô hai chữ a. Thôi bỏ đi, cô bé thích là được. Nhiệm vụ hoàn thành. Thành công thu nhận Phương Nhuế nhuế là đệ tử. Nhận được phần thưởng 100.000 điểm lĩnh vực, 10 triệu điểm kinh nghiệm. Sảng khoái quá. Tu thần không nhịn được phải kêu lên một tiếng, toàn thân cảm thấy vô cùng khoan khoái. Phần thưởng khi thu nhận đồ đệ thiên phú bậc chính quả nhiên là quá lớn. Lớn đến mức khoa trương. Lúc phương nhuế nhuế xuất hiện, hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ này. Thu nhận một phương nhuế nhuế mà phần thưởng lớn hơn gấp bội so với tất cả những phần thưởng trước kia. Phải biết rằng lúc trước tu thần thu nhận kinh như tuyết mới chỉ được 100 điểm lĩnh vực. Ít hơn 1.000 lần so với lần này thiên phú bậc chính trời sinh quả nhiên là khủng khiếp. Chương 68, nó là lão đại, con là lão nhị chương 68, nó là lão đại, con là lão nhị trong đại điện càng nguyên tông, đại hoang vực. Một người đàn ông có mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt vô cùng yêu dị đang ngồi ở giữa. Trên mặt hắn không hề có biểu cảm gì ở phía dưới đại điện có 10 người đang quỳ. Người đàn ông này là tông chủ Càng Nguyên Tông, tên là Càng Phi Tử, cảnh giới đế cảnh tầng 9. Hắn chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào thánh tôn cảnh. Đây chính là người đầu tiên đạt tới cảnh giới ấy ở đại hoang vực. Chỉ cần hắn tiến vào thánh tôn cảnh, thì đại hoang vực này sẽ bị hắn thống nhất. Nhưng, hôm nay Càng Phi Tử vô cùng tức giận toàn bộ trên dưới càng nguyên tông đều tràn ngập một thứ uy áp khiến lòng người khiếp đảm sợ hãi tim đập chân run kẻ nào có thể nói cho bản tọa biết vì sao ngọc giảng sinh mạng của hải vô ảnh lại vỡ nát tuy giọng nói của càng phi tử rất ôn hòa nhưng trong đó mang theo sự uy nghiêm không thể không tôn kính đám đệ tử trưởng lão ở bên dưới đều quỳ phủ phục xuống đất cơ thể không ngừng run rẩy bẩm tông chủ Hải trưởng lão dẫn người tới Thái Diễn Tông cướp đoạt bé gái thiên phú bậc chính. Theo lý mà nói hẳn là không có việc gì. Những đệ tử cùng đi vào đều đã lần lượt quay về. Toàn bộ Thái Diễn Tông không còn ai sống sót, tất cả đều mất mạng cả rồi. Một người đàn ông trung niên dán đầu xuống đất, rung giọng trả lời. Thái Diễn Tông là dòng nhánh của thích ách ma tăng phải không? Thế rồi sao? Bé gái kia đâu? Sắc mặt càng phi tử sầm xuống hiện giờ hắn đặt toàn bộ tâm tư vào việc đột phá. Hơn 10 năm qua hắn không tham dự vào việc nghị sự trong càng nguyên tông, mà giao toàn bộ cho 10 đại trưởng lão chủ trì, xử lý. Nếu không phải ngọc giảng sinh mệnh của hải vô ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, thì đến giờ hắn vẫn còn đang bế quan. Nhiệt độ trong đại điện đột ngột giảm xuống. Sắc mặt người nào cũng tái nhật cả đi, mồ hôi không ngừng túa ra như hạt đậu trên trán. Bẩm tông chủ, căn cứ vào lời kể của những đệ tử trở về hải trưởng lão tới tìm phương trung hãn và con bé thiên phú bậc chính đang trốn trong mật thất sau đó thì không thấy tung tích đâu nữa lúc trước thuộc hạ đã tự mình đi điều tra trong mật thất có vết tích của nếp gấp không gian bị cắt nát một trưởng lão khác vội vàng giải thích đôi mắt phượng của càng phi tử khẽ hiếp lại thiên phú bậc chính lại còn là một bé gái nho nhỏ quả thực rất đáng để tranh cướp bọn họ làm ra quyết định này không hề sai. Nhưng chỉ sợ Phương Trung Hãn đã truyền tống con gái đến nơi của một vị đại năng nào đó. Hải vô ảnh theo tới nơi ấy, sau đó bị đối phương giết chết. Người có thể giết được hải vô ảnh, tu vi ít nhất cũng phải ngoại đế cảnh tầng 4, thậm chí còn cao hơn. Không thì tu vi đế cảnh tầng 2 như hải vô ảnh, không thể nào có chuyện chưa gửi về một tin tức gì đã chết. Một cường giả đế cảnh cứ thế biến mất, điều này khiến cho càng phi tử nổi giận đùng đùng từ khi nào mà càng nguyên tông của hắn lại phải chịu thua thiệt như vậy dẫn đường càng phi tử chậm rãi đứng dậy hắn muốn đích thân tới mật thất đó đám trưởng lão không hề nhìn ra sơ hở cũng không tìm thấy bất cứ dấu tích gì nhưng càng phi tử thì có thể tu vi chuẩn đế cảnh như hắn có thể tìm ra nơi hải vô ảnh truyền tống đến từ khe hở của không gian bị nứt vỡ sau đó hắn sẽ một lần nữa mở ra đại trận truyền thống tự mình đến đó vâng thưa tông chủ một hàng trưởng lão vội vàng đồng thanh trả lời hừ giết đệ tử càng nguyên tông của ta dù ở trên trời hay dưới đất ta cũng phải giết ngươi càng phi tử cười lạnh một tiếng nói bằng giọng lạnh lùng uy nghiêm trong đình nghỉ mát bên cạnh thiên trì viên bàn đỉnh núi thiên tử tu thần nhìn dáng vẻ đáng thương của phương nhuế nhuế Hỏi, con tên là gì? Phương nhuế nhuế. Phương nhuế nhuế sụt sịt nước mũi, sau đó cuộc cường dùng mu bàn tay lau nước mắt. Thầy thầy, lúc nào thầy thầy đưa con đi tu luyện ạ? À? Ặc. À. Tu thần im lặng một chốc. Dạy cho nhóc con này tu luyện đúng là một chuyện khá khó khăn. Bản thân hắn không cần tu luyện, từ lúc bắt đầu đã vô địch rồi. Còn kinh Như Tuyết thì hắn toàn cho tự đi tu luyện sau đó bảo tiger ở bên cạnh chỉ đạo nhưng nhóc con này vốn chưa hiểu biết nhiều trẻ con sáu tuổi dù thiên phú có cao đến đâu nhưng kinh nghiệm cuộc sống và sự từng trải trong xã hội chắc chắn vẫn còn rất thiếu để cô bé tự tu luyện tự sáng tạo chiến kỹ công pháp giống kinh như tuyết sợ là có chút khó khăn ít nhất phải đợi phương nhuế nhuế lớn thêm mấy tuổi nữa đợi sư tỷ của con về đã tu thần nói mấy chuyện như tu luyện này kinh như tuyết thân là sư tỷ đương nhiên phải gách vác một phần thay sư phụ con còn có sư tỷ sao phương nhuế nhuế mừng rỡ hỏi ở đây còn có một tỷ tỷ đương nhiên là cô bé sẽ cảm thấy vui mừng hơn đúng vậy nó là lão đại con là lão nhị nó ra ngoài có việc chắc hai hôm nữa sẽ trở về tu thần đáp sư tỷ có đẹp không bao nhiêu tuổi rồi có lợi hại giống thầy thầy không sư tỷ đi làm việc gì vậy? Phương nhuế nhuế hỏi như bắn súng liên thanh. Đợi nó quay về con sẽ biết. Tu thần cười ha hả, sau đó dõi mắt nhìn về phía xa. Đã là ngày thứ tư rồi, hẳn là kinh như tuyết đã lịch luyện xong và đến võ thần tông rồi. Chương 69, Người phía trên là Kinh Như Tuyết Hôm nay, võ thần tông lại là ngày giăng đèn kết hoa. Hơn nửa lần này còn hoành tráng, xa hơn cả hôn lễ của thiếu tông chủ võ thành cung mấy tháng trước. Lần này võ ngôn liệt mời được cả cường giả của một trăm tông phái có thế lực đứng đầu ở quảng nguyên vực. Ngoại trừ đám lão già của Sơn Mạch Thiên Loan mà ông ta không mời nổi, cũng không dám mời ra, thì các cường giả của tông phái có thế lực cơ bản đều được gọi tới sở dĩ ông ta chọn ngày này là bởi vì biết tôn sứ đế cảnh của thương nguyên thánh vực chiều nay sẽ đến quảng nguyên vực. Hơn nữa ông ta cũng phái người đưa thiệp mời từ sớm, đối phương đã nhận rồi. Điều này khiến võ ngôn liệt vô cùng sảng khoái và vui mừng. Tôn sứ đế cảnh của thương nguyên thánh vực đến tham gia hôn lễ của mình. Quả là không còn gì hãnh diện hơn. Sau này địa vị của võ thần tông bọn họ trong quảng nguyên vực sẽ hoàn toàn khác không phải ai cũng được tôn sứ đế cảnh coi trọng mà xa giá đến dự tiệc. Võ ngôn liệt mặc bộ quần áo tân lan, đứng ở cửa tông môn tươi cười nghênh đón khách tới dự. Võ Thành Côn, con trai ông ta đứng ở bên cạnh. Thực ra trong lòng Võ Thành Côn hết sức mất tự nhiên và khó chịu. Mình vừa cưới vợ chưa được bao lâu mà ông già nhà mình lại muốn cưới rồi. Điều quan trọng nhất là vợ của hắn chạy mất rồi. Chuyện này bị rất nhiều người lén lút bàn tán. Tuy võ thành công tức giận, nhưng lại không làm được gì. Dù sao hắn cũng cho rằng Kinh Như Tuyết đã chết rồi. Ha ha ha. Chúc mừng võ tông chủ, chúc mừng võ tông chủ. Quách Bảo không mang theo một đồ đệ, cười tủm tỉm đi tới. Sau đó ông ta bảo đồ đệ của mình đặt quà mừng xuống đất. Quà mừng là ngọc lưu ly bát bảo, linh khí đang tuôn trào trên đó. Lúc bế quan tu luyện nếu mang theo nó, hiệu quả sẽ tăng lên khá nhiều đây là một món bảo bối ha ha cảm tạ cảm tạ ngươi xem ngươi kìa chúng ta đã giao tình bao nhiêu năm lại còn mang theo lễ vật quý thế này võ ngôn liệt cười ha hải nhận quà mừng rồi đưa lại cho võ thành côn đa tạ thế bá võ thành côn cũng khách sáo nói linh hải cảnh tầng sáu không tệ không tệ quách bảo không vỗ mạnh lên vai võ thành côn lên tiếng khen ngợi sau đó ông ta nhìn về phía võ ngôn liệt nhỏ giọng hỏi tôn sứ tới chưa chưa chắc phải đến nửa sau của tiệc cưới mới tới võ ngôn liệt đáp quách bảo không hiểu ra gật đầu cười nói xem ra đại biểu của các tông môn khác cũng tới gần hết rồi nhỉ đúng vậy trừ những tông chủ đang bế quan phái những trưởng lão thay mặt tới đây thì các đại tông chủ khác đều đã đến rồi nét cười trên mặt võ ngôn liệt càng đậm trong giọng nói còn mang chút kiêu hãnh, tự hào. Có thể mời được nhiều vị cao tầng của các tông phái có thế lực tới tham dự hôn lên của mình, không phải ai cũng đủ tư cách để có thể diện như thế. Nhìn từ thái độ đối đãi với võ ngôn liệt của những người tới tham gia hôn lễ là biết được lần này võ thần tông muốn thăng tiến thật nhanh. Tôn sứ đế cảnh đến đây sẽ khiến địa vị của võ thần tông của ông ta ở quảng nguyên vực sẽ cao lên thêm một bậc. Quách bảo không vỗ vai võ ngôn liệt đầy ẩn ý, cười nói, lần này tôn sứ đại nhân tự mình đến lễ cưới của võ tông chủ, có lẽ sau này uy tín của võ thần tông các ngươi sẽ càng ngày càng cao ở quảng nguyên vực. Nay mai thiên diễn tông của chúng ta còn phải tới làm phiền ngươi nhiều đấy. Ha ha, đều là huynh đệ nhà mình, không dám không dám. Nghe quách bảo không nói vậy, vỗ ngôn liệt cười hiếp cả mắt, cả người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ủa? Đó là cái gì? Đúng lúc này, Quách bảo không nhướng mày nhìn về phía bầu trời xa xa. Võ ngôn liệt cũng vô cùng kinh ngạc. Các đệ tử của võ thần tông và khách khứa cũng ùng ùng kéo ra. Ai nấy đều mang vẻ mặt ngờ vực. Chỉ thấy trên bầu trời phía xa xa, có một con hổ khổng lồ đang bốc cháy ngùn ngục đạp vào hư không mà đến. Dường như sau lưng con hổ còn có một người đang đứng. Yêu khí. Yêu quái. Quách bảo không kinh ngạc hỏi. Yêu khí cường đại quá, chỉ sợ phải đến cấp 6 rồi cũng nên. Yêu quái cấp bậc hóa thần. Võ Ngôn Liệt trung giọng hỏi. Yêu quái cấp 6 cũng tương đương với cường giả hóa thần cảnh. Võ Thần Tông không có cao thủ hóa thần cảnh, song mấy đại tông phái thực lực đứng đầu thì có lão tổ tông hóa thần cảnh. Nhưng mà người ta tới để tham gia tiệc cưới cơ mà. Yêu quái này đến quấy rối. Họ chưa chắc đã trấn áp được. Phía trước yêu quái kia hình như có người có phải là tôn sứ đại nhân không? Quách bảo không hỏi. Không phải, khí tức trong khoảng thần thông cảnh tầng 2, không phải là tôn sứ đại nhân. Võ ngôn liệt lắc đầu phủ nhận. Người và yêu ư. Người kia có thế lực gì mà một nhân loại thần thông cảnh lại đứng được trên lưng yêu quái cấp 6 để đi lại? Quách bảo không hoảng sợ hỏi. Quản nguyên vực cũng chưa từng nghe nói có tông phái nào trâu bò đến mức bắt một yêu quái cấp 6 trở thành thú cưỡi đâu võ thành côn đứng bên cạnh con ngươi chợt co rút lại. Bóng người trên lưng hổ trông có vẻ rất quen mắt. Kinh như tuyết. Người đứng phía trên là kinh như tuyết. Võ thành côn chỉ lên bầu trời, thất thanh kêu lên. Chương 70, khỏi cần tranh cãi, hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này. Chương 70, khỏi cần tranh cãi, hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này. Kinh như tuyết. Võ ngôn liệt nhìn chầm chầm về phía con trai mình. Quách bảo Khôn ở bên cạnh cũng hoàn toàn ngây ngốc. Chính là cô gái mà ngày đó các ngươi cùng đi sơn mạch thiên loan tìm kiếm đó sao vợ của ngươi hử. Không phải đã chết rồi sao? Sao có thể như vậy được chứ? Quách bảo khôn không tin được mà nói. Sắc mặt của võ thành côn lúc này cực kỳ khó coi, liền cắn răng nói, là nàng ta, cho dù thân ảnh của ả à có cháy thành tro thì ta cũng vẫn nhận ra được mỹ nhân mà mình vẫn luôn thèm muốn thịt đến bên miệng rồi mà còn để bay mất chính mình ngay cả chạm cũng chưa từng được chạm qua làm thế nào mà hắn không có ấn tượng sâu sắc được chứ không ổn là sát khí sát khí rất nồng đậm bọn chúng đang hướng về phía chúng ta sắc mặt của võ ngôn liệt liền đại biến sát khí nồng đậm bao phủ tràn đến cho dù đối phương còn đang cách hơn ngàn mét, nhưng toàn bộ người của võ thần tông đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Ở nơi này của chúng ta có ít nhất một trăm cường giả thần thông cảnh, còn sợ ả và một con yêu quái sao? Cấp sáu thì sao chứ? Quách Bảo không sắc mặt âm trầm nói. Ánh mắt của võ ngôn liệt chợt lóe lên tức giận. Nữ nhân này chẳng những khiến con trai mình trở thành trò cười, mà bây giờ còn dám xông đến tận cửa nữa chứ? Mọi người chú ý đây, từ xưa đến nay, người và yêu không đội chung trời, hôm nay lại có nhân loại cấu kết với yêu quái, xâm phạm đến lãnh địa nhân loại của quản nguyên vực ta. Tuy yêu quái đó cấp 6, nhưng chúng ta người đông thế mạnh. Mọi người cùng ta tiến lên. Võ ngôn liệt lớn giọng gầm lên giận dữ, âm thanh truyền khắp cả võ thần tông. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong võ thần tông đều cảm thấy căm phẫn, những cường giả thần thông cảnh lại trực tiếp đáp xuống bên người võ ngôn liệt. Võ tông chủ, hôm nay ngày đại hôn của ngươi, có rất nhiều tông phái tới quản nguyên vực ta chúc mừng, yêu nhân và yêu quái này lại dám chọn đúng lúc này mà đến, là muốn khiêu chiến với uy nghiêm của quản nguyên vực ta. Chúng ta nhất định dốc toàn lực phối hợp với võ thần tông giết chết yêu nghiệt. Một tông chủ thần thông cảnh tầng 2 của một tông phái lạnh giọng nói. Không sai, loài yêu quái bọn chúng chỉ xứng sống tạm bờ ở sơn mạch thiên loan thôi. Dám xâm phạm lãnh địa nhân loại quản nguyên vực ta, chỉ có đường chết. Ta đã phái môn hạ đệ tử đi vào thông báo cho lão tổ rồi, tu vi của lão tổ ở hóa thần cảnh tầng 1. Nhất định có thể đánh chết yêu quái kia, cho dù chúng ta không đánh chết được yêu quái cấp 6 này, cũng có thể vây khốn nó, đợi lão tổ huyết hải môn chúng ta đến đây. Trước tiên cứ cứ chém chết tên yêu nhân phản bội đó đã rồi lại giết yêu quái sau trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng phấn chấn hẳn lên mỗi một trưởng lão hay tông chủ của một phái đều hận thù sụt sôi tuyên bố lập trường của bản thân một bộ dạng chiến đấu quyết tử đến cùng với yêu quái võ ngôn liệt hài lòng gật gật đầu sau đó nhìn đến yêu quái càng lúc càng gần nói kẻ phản bội đứng trên yêu quái kia chính là thê tử đã chạy trốn của con trai ta giết ả là điều chắc chắc nhưng võ mổ khẩn cầu các vị để con trai của ta ra tay vì nghĩ diệt thân lời này vừa nói ra khắp nơi đều nhao nhao ồ lên khiếp sợ chuyện kinh như tuyết đào hôn lúc trước có không ít người ở hiện trường hôm nay cũng ở đó hơn nữa bọn họ đều biết chuyện kinh gia bị tàn sát cả nhà đối với bọn họ những tu luyện giả giỏi hơn phạm nhân này diệt cả một nhà ở giới phạm trần chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi cho tới bây giờ cũng không có người nào để ý hay nói năng gì ở trong mắt bọn họ phàm nhân cũng chỉ là loài dung dế chuột bọ. Được. Võ Tông Chủ có thể để con trai vì nghĩa diệt thân. Chúng ta tất nhiên sẽ ủng hộ rồi. Một cường giả thần thông cảnh lớn tiếng khen ngợi, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Võ Thành Côn ở một bên sắc mặt dữ tợn, đôi mắt giống như rắn độc nhìn chầm chầm, gắt gao vào kinh như tuyết đang càng lúc càng tới gần kia. Đương nhiên muốn tự tay giết chết rồi. Nhưng mà trước khi giết, phải làm cái chuyện mà hắn chưa làm xong đã. Hơn nữa còn phải làm tới bước cuối cùng. Vù. Toàn bộ không gian đều rung động. Tiger, với ngọn lửa màu vàng bốc lên như núi cao, cùng khí thế to lớn, hung mảnh bay trên không mà tới. Kinh như tuyết khoanh tay đứng trên cổ Tiger. Đôi mắt đó giống như nơi băng hạn, lạnh lẽo mà vô tình. Sau mấy nhịp hô hấp, Tiger đã đi tới vùng trời của võ thần Tông, dặn co với đám cường giả gió núi rít gào, thổi trường bào màu trắng của kinh như tuyết bay phất phới. Mà tiếng gầm nhẹ ở sâu trong yết hầu của Tiger giống như sấm sét đánh thẳng vào lòng mọi người, những đệ tử tu vi thấp thậm chí ngay cả đứng cũng sắp không đứng vững nổi nữa. Quy áp của yêu quái cấp 6 cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được. Lúc trước, khi rời đi ta đã từng nói, ngày nào đó nhất định sẽ huyết tẩy võ thần tông. Hôm nay, ta tới rồi đây. Kinh Như Tuyết nhìn võ ngôn liệt và võ thành côn ở phía dưới, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt. Trong giọng nói của nàng nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng từng câu từng chữ đều bí mật mang theo sát ý, lại khiến người ta sợ hãi trong lòng. Thần thông cảnh tầng 2 Tư chất của nữ tử này lại là thiên tư bậc chính. Sao có thể như thế được? Thời gian chỉ vẹn vẹn mấy tháng mà từ tụ khí cảnh đã đạt tới thần thông cảnh rồi sao? Thiên tư bậc chính à? đúng là tư chất của đế cảnh tương lai. Vậy mà lại trở thành phản đồ của nhân loại, cấu kết với yêu quái. Đám người phía dưới đều hoảng sợ kinh hãi. Sắc mặt của hai cha con Võ Thành Côn và Võ Ngôn Liệt lại càng phát xanh, cả người tức giận đến phát trung. Dựa vào cái gì? Biến mất mấy tháng rồi thành thần thông cảnh. Dựa vào cái gì Trương Thành Võ thì chết rồi, mà nàng lại còn sống. Lại dựa vào cái gì mà dám tới trả thù? ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Võ Thành Côn chỉ vào kinh như tuyết, giữ tận gào thét. Giờ này khắc này, lòng tự trọng của một nam nhân đã bị phá hủy hoàn toàn. Thiên tài tuyệt thế với tư chất bậc chính, há là người mà một tên rác rưởi với tư chất bậc năm như ngươi có thể xứng đôi. Kinh như tuyết liếc mắt nhìn Võ Thành Côn. Sau đó lại tìm kiếm ở trong đám người. Người mà nàng hận nhất, ngoài hai cha con võ ngôn liệt ra, còn có hai người khác. Trương Nhất, Trương Nhị. Hai tên phản bội này. Rất nhanh, nàng đã tìm ra hai người đó ở trong đám người. Lúc này, sắc mặt của Trương Nhất, Trương Nhị tái nhợt như tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Kinh Như Tuyết, cả người đều run rẩy. "Hàng năm kinh gia ta đều cung phụng gần 8 phần 10 lợi nhuận cho hai người các ngươi, nhưng chẳng những các ngươi không bảo vệ kinh gia ta, lại còn bắt ta tặng cho đôi phụ tử này, các ngươi cũng phải chết." Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói, toàn thân trương nhất trương nhị run lên liền ngã ngồi trên mặt đất sợ đến mất mật cô bé lão phu thấy ngươi tư chất bậc chính nếu chết rồi thì thật đúng là đáng tiếc nhưng nếu nguyện ý vào hương hoa môn ta ta đảm bảo ngươi sẽ không chết một cường giả thần thông cảnh tầng sáu mở miệng nói sắc mặt của võ ngôn liệt và võ thành cung biến đổi nhìn thẳng về phía lão già kia sắc mặt của những cường giả tông môn khác cũng trở nên có chút rối rắm do dự thiên tư bậc chính đó nếu thu nhận rồi sau này nói không chừng có thể thật sự thống nhất quản nguyên vực nói không động tâm thì chính là không có khả năng chẳng qua những người khác ngược lại không trực tiếp mở miệng nói ra một cách không biết xấu hổ như môn chủ hương hoa môn trần môn chủ người có ý gì võ ngôn liệt hỏi với sắc mặt khó coi trần đức sinh hiếp mắt nói yêu quái tất nhiên là phải giết rồi cô bé kia phỏng chừng là bị mê hoặc, giết thiên tư bậc chính cũng quá đáng tiếc rồi đi, quản nguyên vực ta cả trăm năm cũng chưa xuất hiện được một người. Trần môn chủ nói đúng, cô bé, lão tổ huyền minh tông chúng ta chính là cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh tầng một, ngươi vào môn phải của ta, thì ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Sau này sẽ hết sức bồi dưỡng cho ngươi. Hương hoa môn đó không thể bảo vệ ngươi được đâu. Lại một cường giả thần thông cảnh tầng 6 mở lời nói chuyện sau đó, lại có mấy tông chủ mở miệng khuyên nhủ, muốn mời chào kinh như tuyết. Có thể có được một đồ đệ thiên tư bậc chính, cho dù có phải trở mặt với võ thần tông thì cũng đáng giá thôi. Lúc này, võ ngôn liệt và võ thành công quả thực tức đến sắp nổ phổi. Kinh như tuyết nhìn đám người phía dưới, trên mặt liền lộ ra nét cười trào phúng. Khỏi cần tranh cãi, hôm nay các người đều phải chết ở chỗ này, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Tiger Giết được thôi. Gào. Cùng một tiếng ra lệnh của kinh như tuyết, Tiger ngẩng lên trời gầm một tiếng hổ, không gian trời đất trong vòng một nghìn mét đều nhiễu loạn, rung động một chút. Một chân kinh như tuyết nhấn một cái lên đầu Tiger, sau đó nhảy lên trời cao, chuối đầu lao thẳng tới chỗ vỏ ngôn liệt dưới mặt đất. Mà Tiger giống như thái sơn đè đầu, ngọn lửa màu vàng đang bốc cháy đầy trời lập tức hừng hực nhào xuống phía dưới.